cá nướng về nhà ăn cả nhà. Hello cả nhà. Con có bún em. Hello mọi người, hôm nay là sinh nhật của bé Thảo My ở trường nè cả nhà. Hôm bữa là sinh nhật ở nhà, rồi bữa nay sinh nhật ở trường với các bạn nè. Đó, cô phát bánh sáng bé đem bánh vô trường, rồi chiều cô phát lại cho các bạn đem về nè. Đó, rồi chiều mình cũng mua một con cá lóc nướng nè cả nhà. Cá lóc nướng trui nè. Đó, ăn với lại bún nè, rau sống, bánh tráng nè, rồi bánh nêm nè cả nhà. Đó, hai chị em đó nè. Rồi bé Út còn ngủ. Bây giờ một chút mình sẽ khui thử hộp bánh này, làm hộp bánh Tết nha cả nhà. Hôm nay mình khui cho các bé ăn thử thôi. Có ngon không nha? Mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn cá lóc nướng và bánh với lại mình nha. Một con cá lóc nướng rất là thơm luôn nè cả nhà. Tôm phức luôn, mỡ hành nè, rồi đậu phộng nữa. Rất thơm ngon luôn. Và bây giờ mình khui thử cái hộp bánh nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ khui thử hộp bánh Tết này ăn coi ngon không nha cả nhà ơi. Cả nhà cố gắng ra khui mà chưa có được nè. Trời ơi, dễ ngon ba mẹ. Không biết, con kiếm đi. Cứng quá cả nhà ơi. Có rớt không con? Wow. Đây nè cả nhà. Màu đỏ luôn, rất là đẹp luôn. Các bạn thử à? Thân với em ăn nha. Mình sẽ thôi ăn thử nha cả nhà. Đây. Bánh quy á cả nhà. Rồi cho bé ăn nha. Đây, đây là bánh quy tròn nha cả nhà. Đó, con làm rớt, con để. Đây là bánh quy tròn. À, chắc giống nhau hả ta? Không ăn hả? Như là giống nhau hết cả nhà ơi. Rồi mình ăn thử nha cả nhà ơi. Rất là ngon luôn. Con trai. Ngon lắm cả nhà.